Sau khi mà lên chiếc clip đáp trả nhẹ nhàng với cái comment mà nói mình review dép dị hợm ấy thì có quá trời lời yêu thương của các bạn luôn. Thật ra là bạn nghĩ chắc tùy gu thôi ha. Ví dụ như là điển hình như cái đôi này nè, bạn thấy cũng có ít người mang, kiểu dáng thì độc lạ. Mũi vuông thì cũng không vuông mà mũi nhọn thì cũng không nhọn đúng không? Nhưng mà mang lên chân rất là xinh và thon ha. Hôm qua thì cũng nhận được một cái comment nữa là bạn này nói là ít khi mà thấy bảo chê. Thật ra là những cái sản phẩm mà không đẹp á mình không có cho lên video đâu. Đôi lúc á bạn cũng có chê nhưng mà cái từ ngữ bảo diễn tả nó hơi nhẹ nhàng nên là các bạn không có để ý á. Ví dụ như là đôi guốc này đi ha, bạn nói là các bạn nên lùi lại một size. Đấy cũng là chê rồi đấy, tại vì em này không có chuẩn size đúng không mấy bà? Nói chung là có rất là nhiều từ ngữ tùy cái cách truyền đạt thôi. Bạn vẫn nêu ưu và nhược điểm của mỗi sản phẩm. Ví dụ như là đôi này nè, thì thiết kế là da và nhung kết hợp với nhau. Khi mà mang lên chân thì nó rất là sang và tôn da, nhưng mà cái phần nhung này thì sẽ khó vệ sinh. Thay vào đó mình chê cái nhung này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách vệ sinh như thế nào đó. Và nếu các bạn để ý thì mỗi sản phẩm bao đều để lại đánh giá cũng như là hình ảnh đi kèm đúng không? Rất là chi tiết và cụ thể luôn. Kiểu như là lâu lâu tôi nhận được vài cái comment của một số bà thôi, nói chung là ít lắm nha. Ví dụ cái comment gần nhất đây á là tôi review giày dép dị hợm. Nói ra thì không phải là biện minh cho bản thân ha, nhưng mà cái việc mà mình unbox hoặc là mình review á, nó phục vụ cho cái việc cá nhân của mình nhiều hơn. Ví dụ như là gu của mình là đôi đó thật sự thích nó thì mình mới múc về đúng không? Điển hình như là Bảo thấy có rất là nhiều bà theo cái phong cách nhẹ nhàng như Bảo nè, thì rất là ưa chuộng những cái đôi dép mũi nhọn như thế này. Trời ơi, sang cực kỳ luôn, đá thì sáng và đặc biệt cái phần nhựa này nó là nhựa dẻo nên là mang vào không có bị đau chân đâu nha. Điểm trừ là size hơi to cho nên là khi mà múc thì nên lùi lại một size nhé. Còn cái đôi thứ hai này á, thì là dạng guốc ha, và mấy bà có để ý không, Bảo rất là thích mang những cái đôi guốc đính đá tại vì nó rất là sang và đẹp. Kiểu như là mình diện trong những cái bữa tiệc á, nó lấp lánh bling rất là xinh luôn. Nó ngoài cái hàng đá ra là chất liệu là vải tweed nha, cho nên là mang lên rất là tôn chân, nhìn nó cũng lạ và đẹp nữa. Thật sự là tôi không có đi theo những cái gu quốc dân, cho nên là nếu mà các bà múc đồ theo tôi á, vừa đọc vừa lạ mà nói chung là cũng không có bị đụng hàng nhiều nữa đúng không nè. Nghĩ mà hồi đó đi học rất là thích mang sandal luôn, mà đặc biệt Bảo rất là thích mang những cái dạng sandal mà cái quai nó hơi mảnh mảnh một xíu á. Tại hồi trước đi học á, mấy chị khóa trên mặc áo dài á, xong mang giày sandal xinh lắm. Sau này chuyển vào Sài Gòn học á thì không có mặc áo dài, cho nên là ước mơ được mặc áo dài một lần trong đời để đi học thì cũng không có luôn. Mà dạo này thì mình lại nổi hứng thích mang sandal lại nha. Cái phong cách của mình thì nó cũng nhẹ nhàng á, cho nên là mang sandal thì nó cũng hợp với mọi outfit nữa. Mấy bà có tin là từ trước Tết đến giờ Bảo mới tìm được cái đôi sandal mũi nhọn này không? Coi phim của mấy chị hàng á thì vô tình á, ánh mắt của mình va vào một cái chị mang cái đôi sandal này xinh lắm nha. Đôi này thì Bảo thấy hot từ trước Tết cơ, nhưng mà bây giờ mới múc được nè. Thấy có nhiều màu xinh lắm, có một cái màu đỏ đô cũng rất là đẹp ha. Sau cái đôi này về thì mình đã đặt em đỏ đô luôn, tại vì đôi này về rất là ưng nè. Mà cái màu đen này mang lên chân cũng rất là sáng chân nữa. Đôi này thì vừa hợp để đi học nè, đi chơi, đi làm đều được ha. Mang rất là dễ chịu luôn, êm chân cực kỳ nè. Chắc chắn em này sẽ được mình diện rất là nhiều trong những cái outfit tới. Để mà nói cái kiểu giày để khiến cho mình múc đi múc lại nhiều nhất á, là những cái dạng giày lười. Nếu mà bạn nào để ý á, thì biết là trước Tết thì bạn có múc một đôi giống như thế này, na ná thôi, màu đen á. Trời ơi, đôi đó mình mang xuyên Tết luôn, đi du lịch là mang theo nó êm lắm. Đôi này nè mấy bạn, nhưng mà cái mũi của em nó sẽ nhọn hơn nha. Vì thích cái đôi đó quá cho nên là mình có quay lại múc thêm một cái màu khác nữa. Nhưng mà thấy bên đây họ có một cái mẫu mới, cái mũi nó đỡ nhọn hơn nè. Rất là xinh luôn, form cực kỳ đẹp và đặc biệt là mang không có bị đau chân đâu. Ưng muốn xỉu luôn, đôi này thì cũng có màu đen nữa nha mấy bà. Và cái đôi thứ hai này thì Bảo cũng không biết diễn tả em nói như thế nào, Mary Jane cũng không đúng, mà giày lùi có gót cũng không đúng. Nói chung là nó lạ ha, mà mang lên rất là sang và đẹp luôn á nha. Kiểu như nó ôm sát vào chân luôn, khiến cho mình cảm giác mang lên cái chân của mình nó rất là thon và đẹp nè, không có bị thô. Các bà cũng có thể là phối mang với quần suông này, hoặc là quần ống lê, chân váy hoặc là chân váy chữ A cũng đều đẹp nha. Và đặc biệt là từ form cho tới chất da của em này rất là đẹp luôn. Cả hai đôi này thì các bà cứ múc chuẩn size cho tôi nha. Quá trời xuất sắc, chào mừng em đến với đội của chị. Dạo này thì mình hay mặc mấy cái quần ống suông á, mà lại cực kỳ thích phối với lại những cái đôi guốc mũi nhọn nha. Cho nên là dạo này á, múc guốc mũi nhọn về hơi nhiều. Bảo cực kỳ thích những cái đôi giày đính đá tại vì cảm giác mang lên nó cực kỳ sang và cute. Em này thì cũng là một cái đôi guốc đơn giản basic thôi, nhưng mà điểm nhấn là cái phần chất liệu của em nó ha. Đá được phối với vải tweed cho nên là khiến cho cái đôi dép mang lên cảm giác nó rất là sang và cực kỳ đẹp luôn. Đôi này thì Bảo khuyên mọi người là nên chọn lùi lại một size, vì Bảo chọn đúng size chân của Bảo nhưng mà nó hơi bị rộng phía đằng sau cái phần dây, mọi người thấy không? Đôi này mang lên rất là êm chân và chắc chắn cho nên là không có lo bị lật gót nha. Cao vừa phải cho nên là rất là dễ mang. Cái đôi thứ hai này thì lúc trước Bảo có một đôi rồi nhưng mà Bảo múc lại tại vì đôi trước đó đẹp quá mẹ Bảo lấy rồi. Lần này thì Bảo chọn lại cái màu này luôn và cũng được phối với lại dây xích màu vàng cho nên là mang lên chân nó rất là sang ha. Chất liệu da mềm mang rất là êm, những cái dạng dép mũi nhọn thế này rất là dễ phối đồ, váy với quần đều hợp nha. Bữa giờ thì mình đang tìm một cái đôi guốc mũi nhọn mà nó hơi dài dài một xíu, kiểu như là trong cái bàn chân của mình nó dài hơn á. Trời ơi, tao nói cái gu gì nó lạ, tại tôi hay mặc cái quần jean đó bé bà.
Mà đã vậy thì hay mặc với mấy cái quần jean ống suông. Cái đôi này thì thật ra cái mũi nhọn cũng chưa có đủ dài theo ý mình đâu. Độ hoàn thiện thì cũng chưa xuất sắc lắm. Có vài chỗ hơi hở keo một xíu xíu. Nhưng mà khi mà mang lên chân thì mình thấy cũng ok là la nè. Cũng rất là xinh và sang ha. Có thể là đi chụp hình, đi tiệc hoặc là đi chơi vẫn được. Phần logo này thì bằng nhựa chứ không phải là bằng kim loại đâu nha mấy bà. Da thì mềm được cái là mang không có bị đau chân. Đôi này thì mấy bà cứ mút chuẩn size ha. Cái phần dây nó là dây suông cho nên nó ôm cái phần gót chân lắm, không có lo bị rớt đâu. Bảo thấy đôi này nó cũng đơn giản basic mà cũng dễ phối đồ nữa. Phần gót thì cao tầm khoảng 5 phân, bảo thấy cũng dễ mang cực.